Là một cậu sinh viên, quanh năm mài mông trên trường. Tôi đến khi đi học về cơm nước xong xuôi sách mông lên giường. Và mấy lời ở trên giảng đường, đến bây giờ vẫn còn văng vẳng. Vậy phải tìm một cách làm sao cho đầu óc bớt căng thẳng. Nên tôi muốn một con PC, có thể dùng khi giải trí, phục vụ học tập một tí thì chung quy nó cũng hợp lý. Mà chẳng biết mua ở đâu để cho nó vừa cái ý. Nhưng mà điều quan trọng nhất thì vẫn phải là vừa cái ví. Còn tôi thì là game thủ, sang chảnh gọi là gamer. Chỉ để chơi là chưa đủ, tôi còn muốn phải được thêm cơ. Bây giờ có quá nhiều game mà tôi muốn được là play. Từ game on, rồi game off, cho đến cả game AAA. Nên nhất định phải build một bộ PC mà high end. Màn hình phải 4K, chạy mượt mà 120 frame. Bàn phím cơ, chuột gaming, tai nghe các thứ. Nhưng mà giờ vẫn đang đau đầu để tìm nơi có thể đáp ứng. Còn tôi đã lập gia đình, đã lên làm bố. Mấy cái trò điện tử, chẳng còn ham hố. Chỉ cần laptop đủ dùng, không việc gì phải thừa thãi. Chủ yếu là để phục vụ công việc với một mức giá vừa phải. Chỉ cần lướt web, đọc tin tức và còn check mail. Làm việc cùng với Word, PowerPoint với cả Excel. Vậy nên là cần tư vấn từ những người đã có thâm niên. Bởi vì ba cái chuyện máy tính nói thật tôi cũng chẳng phải dân chuyên. Thế thì đến với An Phát, chẳng phải tìm kiếm đâu xa. Với đội ngũ nhanh nhẹn làm việc gọn lẹ không lâu la. Vận chuyển là tận tình, luôn chuẩn chỉ không làm màu. Sản phẩm luôn là hàng xịn và đặt uy tín lên hàng đầu. Mức giá thì quá hợp lý, đi kèm với nhiều ưu đãi. Đặc biệt là sinh viên đều được chào đón với nhiều khuyến mãi. An Phát luôn tự hào chất lượng sản phẩm làm bao người mê. Từ streamer cho đến game thủ ai cũng hài lòng và không một lời chê. Sinh viên tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Game thủ tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Phụ huynh tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Khách hàng an tâm với An Phát thì An Phát cũng an tâm. Sinh viên tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Game thủ tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Phụ huynh tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Khách hàng an tâm với An Phát thì An Phát cũng an tâm. Sinh viên tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Game thủ tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Phụ huynh tìm đến An Phát chắc chắn là an tâm. Khách hàng an tâm với An Phát thì An Phát cũng an tâm.